Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh Ichimoku Club và quay trở lại với video của em Huyền sau phiên giao dịch anh chị nhé. Ok, trong cái video này thì em Huyền sẽ đem đến cho anh chị hai mã cổ phiếu trong nhóm ngành thép mà nó đang bật tăng khá là tốt trong thời gian vừa rồi và đang có những cái tín hiệu chứng lại đà tăng. Vậy thì những cái mã cổ phiếu này nếu anh chị chưa có hàng hoặc anh chị muốn cover lại hàng thì sẽ xem xét ở những cái vùng giá mua nào, và liệu rằng trong thời điểm này thì chúng ta có nên mua sớm đua mua luôn hay không, hay là chúng ta nên chờ đợi thêm. Thế Huyền sẽ phân tích chia sẻ cho anh chị trong cái video này, bởi vì hai mã cổ phiếu này thì khá nhiều anh chị nhà đầu tư có hỏi em, nên là em làm một cái video để mà phân tích cho anh chị được rõ hơn anh chị nhé. Ok, nếu quý anh chị mình đang theo dõi video thì hãy để lại cho em Huyền một nút like này, một đăng ký kênh, và thả cho em những cái icon ở phần comment, những trái tim màu tím, hoặc là anh chị mình cần tư vấn hỗ trợ thêm điều gì, mã cổ phiếu gì thì anh chị mình có thể comment bên dưới cái phần khung chat trong video, em Huyền sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh chị. Nếu anh chị mình chưa đăng ký vào room mở thì đăng ký vào ngay, bởi vì trong cái room mở này hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho anh chị trực tiếp trong những cái phiên giao dịch anh chị nhá. Cần tư vấn hỗ trợ gì anh chị chat trong room. Tuy nhiên đối với quý anh chị nào mình cần cái chiến lược đi vốn cụ thể này, mình cần cái mã cổ phiếu tỷ về tín hiệu điểm mua điểm bán rõ ràng cụ thể thì mình liên hệ với em để mà vào cái room VIP bằng cách là có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS, gắn ID của em Huyền là BCUW anh chị nhá. Nếu chưa có tài khoản thì mình mở mới một cái tài khoản theo cái đường link mở tài khoản em để bên phần cung chat. Còn nếu đã có tài khoản rồi thì mình chuyển ID về là được anh chị ha. Thủ tục ấy thì nó đơn giản lắm và rất là nhanh gọn, hoàn toàn làm online hết anh chị ạ. Nên là nếu mà mình cần tư vấn hỗ trợ thêm thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Ok, em Huyền là rất mong chờ được đồng hành và hỗ trợ cùng với anh chị mình trên cái chặng đường đầu tư. Thì anh chị thấy trong thời gian vừa rồi, tại sao em Huyền có những cái mã cổ phiếu chốt lời lên đến 53% như mã cổ phiếu VGI, rồi có những cái mã cổ phiếu chốt lời ngắn hạn như nhóm chứng khoán, rồi một vài mã cổ phiếu nhóm đầu tư công, rồi nhóm thép, đúng không ạ? Đấy, thì anh chị thấy là khi mà chúng ta tìm kiếm được cái tín hiệu, cái cơ hội để mà tham gia vào thì chúng ta sẽ mua được những cái vùng giá đẹp đó. Và khi mà chúng ta biết được là thị trường nó có tiềm ẩn những cái rủi ro thì chúng ta sẽ chốt lời được ở những cái vùng giá tối ưu. Rất khó trong đầu tư để mà bán đúng đỉnh và mua đúng đáy, nhưng chúng ta mua gần đáy và bán gần đỉnh là đã có được cái lợi nhuận ổn rồi anh chị ha, và đã thành công trên cái chặng đường mà chúng ta đầu tư rồi anh chị nhé. Ok, thì đối với thị trường trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta đóng cửa vùng giá 1268.46, vẫn giữ sắc xanh anh chị nhá, vẫn giữ sắc xanh. Và thị trường tăng 5.73 điểm, tăng 5.73 điểm. Đối với giai đoạn này thì thị trường nó chưa có biến động lớn, biến động mạnh, nhưng nó vẫn có những cái áp lực bán trong phiên. Tuy nhiên là áp lực bán chưa nhiều và những cái mã cổ phiếu nó vẫn đang giữ giá. Thì trong giai đoạn này có những anh chị mà bán hàng rồi, bán chốt lời rồi thì anh chị lại muốn nhảy vô liền và muốn là và sợ, lo sợ là mình mất hàng và mình bỏ lỡ một cái trend gì đấy. Tuy nhiên trong giai đoạn này thì em Huyền chia sẻ cho anh chị đó là thị trường của chúng ta nó vẫn có thể kéo lên tiếp, nhưng chúng ta cần phải chốt lời dần theo đường lên, bởi vì giai đoạn này thị trường nó vẫn đang ở một cái vùng giá rủi ro, với những cái chỉ báo phân tích kỹ thuật vẫn báo là có phân kỳ âm trong khung daily, có phân kỳ âm trong khung H1, và với cái thanh khoản đột biến và sự đồng thuận về những cái nhóm ngành trên thị trường thì chưa có. Nó chỉ kéo, ví dụ hôm nay nó kéo nhóm này, mai nó kéo nhóm kia, nhưng mà nó chưa có một cái sự đồng thuận để mà thị trường có thể bật tăng tốt và vượt được những cái cản cứng ở phía trên và những cái áp lực tiếp cung ở phía trên anh chị nhé. Nên là trong giai đoạn này nếu anh chị đã bán chốt lời một phần rồi thì trong giai đoạn này em Huyền luôn luôn chia sẻ cho anh chị đó là chốt lời dần theo đường lên. Chúng ta tinh gọn lại cái danh mục tài khoản và chúng ta đưa một cái lượng tiền mặt ra ngoài thôi, chứ không phải chúng ta bán hết, đúng không ạ? Khi mà chúng ta không bán hết thì việc gì chúng ta phải lo, bởi vì chúng ta vẫn còn một lượng hàng sẵn sàng để khi mà kéo lên tiếp thì chúng ta vẫn còn hàng. Còn nếu mà khi điều chỉnh xuống thì chúng ta lại có tiền mà chúng ta đã chốt lời để mà chúng ta có thể mua. Còn nếu bây giờ anh chị mình cứ ôm hàng quá nhiều, quá căng tài khoản, thị trường nó mà biến động thì rất khó để mà xử lý tài khoản, cũng như là nó biến động một phát là anh chị mình sẽ hoảng loạn tâm lý ngay anh chị nha. Và khi mà tâm lý hoảng loạn, tâm lý lo sợ là mình sẽ không có được những cái hướng đi nó hiệu quả nhất.
Thì trong giai đoạn này em vẫn đánh giá là nếu anh chị đã cơ cấu bớt một phần hàng rồi thì cứ bình tĩnh chờ đợi, không nên FOMO mua đuổi, không nên lo ngại là mất hàng để mà mua thêm anh chị nha. Đấy đó, thì anh chị trong giai đoạn này hãy cố gắng bình tĩnh cho em. Ok, thì đối với thị trường của chúng ta thấy là thị trường nó vẫn đang lấy lại được cái vùng giá 1267 ngày hôm nay này, thì thị trường vẫn có khả năng tăng tiếp lên vùng giá 1270 và 1275, 1280, thậm chí có thể đánh lên quanh những cái vùng giá 1300, vẫn có thể đánh lên quanh những cái vùng giá 1280, thậm chí 1300 nữa để mà dụ anh chị FOMO vào. Đó. Và nó có thể nó sẽ luân phiên kéo từng mã cổ phiếu, từng nhóm ngành trong 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 toàn thị trường để mà nó làm cho cái tâm lý của anh chị. Anh chị nào mà lỡ bán, ví dụ như là anh chị nào mà chốt bớt hàng ấy, thì lại lo lắng là bị mất hàng và sẽ đua mua trở lại. Và có những anh chị mà mình đang giữ hàng thì lại kỳ vọng lớn hơn, kỳ vọng nhiều hơn. Tuy nhiên khi mà vẫn có những cái phiên giao dịch anh chị thấy là nó kéo lên và phiên sáng và phiên chiều nó đạt ngay ấy, thì chúng ta rất là khó sẽ xử lý. Nên là trong giai đoạn này thì em vẫn đánh giá đó là chiến lược phù hợp, đó là chúng ta cứ cơ cấu chốt lời dần theo đường lên. Nếu mà chúng ta đã đưa cái tài khoản danh mục về cái vùng an toàn, cũng như là những cái nhóm ngành mã cổ phiếu tăng nóng mình chốt bớt rồi và mình đã đưa một cái lượng tiền ra ngoài rồi, thì mình cứ bình tĩnh chờ đợi thôi anh chị nha. Không có vấn đề gì mà phải lo lắng quá rồi lại mua ở những cái vùng giá không đẹp. Khi mà anh chị mua ở những cái vùng giá không đẹp thì mình sẽ có những cái biến động của thị trường ấy, thì mình sẽ rất dễ lại bán ra. Và chúng ta cứ vào lặp lại là mua cao bán thấp như vậy thì nó sẽ làm cho cái vốn của anh chị ngày càng bị bào mòn đi thôi anh chị nhá. Ok, thì đối với cái video ngày hôm nay em Huyền sẽ phân tích cho anh chị về hai mã cổ phiếu trong nhóm thép, đó là HBG và VGS. Đây là hai mã cổ phiếu mà anh chị mình đang khá quan tâm về cái điểm mua, nên là em chia sẻ cho anh chị trong video này nhé. Ok, còn đối với thị trường chung ấy, anh chị lưu ý cho em là cái phân kỳ đảo chiều nó chưa bị phá vỡ đâu. Chưa bị phá vỡ nên là nó vẫn có thể có những cái biến động đấy. Nên là chúng ta hãy bình tĩnh. Ví dụ như là thị trường này, nó lại tiếp tục bị điều chỉnh xuống và mất đi cái vùng giá 125, 1256, 1257 ở dưới đây này, thì nó có thể sẽ bị điều chỉnh thêm về những cái vùng giá 1244, thậm chí là 1240. Ở về đấy mà nó có những cái nhịp nó không test lên được là nó lại bị điều chỉnh. Thế anh chị thấy là chúng ta nhìn về quá khứ đúng không? Nhìn về quá khứ thì những cái thời điểm này này anh chị, những cái thời điểm này anh chị thấy là thị trường của chúng ta sao? Ngày tháng đây. Anh chị thấy là khi mà nó neo ở những cái vùng đỉnh cũ cao đúng không? Vùng giá đỉnh cũ này. Đó. Thì nó sẽ xuất hiện những cái phiên rung lắc điều chỉnh và có những cái phiên vẫn bung lên lại. Tuy nhiên khi mà nó bước vào một cái biến động mạnh rồi thì nó có thể phá vỡ đi tất cả những cái hỗ trợ và nó lại bị điều chỉnh xuống khá mạnh. Nên chúng ta vẫn cần có một cái định hướng, đó là kịch bản xấu nó vẫn có thể xảy ra và chúng ta chủ động là được anh chị nhé. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào mã cổ phiếu đầu tiên, mã cổ phiếu HBG, một cái mã cổ phiếu đầu ngành trong nhóm thép đúng không ạ? Thì đối với HBG khi mà nó ở những cái vùng nền giá 20, 28, nó vừa vượt được cái cản giao găm trong cái khung tuần thôi là em đã báo cho anh chị mua rồi. Cái video về mã cổ phiếu HBG là em đã chia sẻ cho anh chị trước đó rồi anh chị nhé, đã chia sẻ cho anh chị trước đó trên kênh Ichimoku Club, chia sẻ rất rõ về cái điểm mua quanh vùng giá 28. Đó. Thì quanh vùng giá 28, 285 đã là điểm mua cho anh chị, mà anh chị không mua thì bây giờ ấy, nó là kéo lên đến cái vùng giá 31 này, nó không phải là điểm mua nữa. Bởi vì sao? Nó đang xa vùng hỗ trợ. Và đặc biệt là nó có khả năng sẽ mở khách sạn trong vài phiên nữa thôi. Khoảng 1-2 phiên nữa nó mở khách sạn ra, thì nó có thể hút về loanh quanh vùng giá 29.8. Thì đối với HBG em đánh giá là dưới vùng giá 30 trở xuống là anh chị mình có thể gom lại. Còn đối với vùng giá hiện tại nó vẫn đang là vùng giá rủi ro không an toàn. Anh chị có tham gia vùng giá này á, nó test lại về đây này. Đó. Thì mình sẽ không có lợi về giá đâu anh chị ha. Thì HBG em đánh giá là anh chị vẫn nên chờ đợi thêm, đừng có mua vội làm gì cả ha. Vẫn nên chờ đợi thêm, bởi vì sao? Trong khung daily nó cũng xa hỗ trợ và trong những cái khung tuần cũng vậy.
Chúng ta thấy là trong khung tuần thì hỗ trợ của nó ở tận những cái vùng giá 292, thậm chí là 28. Còn gần nhất trong khung daily là quanh vùng giá 298-30, thì chúng ta chờ đợi thêm nó về quanh đây thì chúng ta mua ok hơn anh chị nha. Còn HBG để mà nói nắm giữ, em đánh giá là đây là một cái deal đầu tư về chung và dài hạn. Bởi vì sao? Về chung và dài hạn thì em vẫn đã chia sẻ cho anh chị ở những cái video trước về con này đúng không ạ? Là nó có thể lên đến những cái vùng giá 40 chấm x, thậm chí là 44x. Đấy, thì đối với HBG về chung và dài hạn nó vẫn có thể lên những cái vùng giá này. Ngắn hạn thì anh chị có thể anh chị mua quanh vùng giá 28 lên 31, anh chị có thể cơ cấu là bước một phần trong ngắn hạn ha. Đo thử cho anh chị là khi mà anh chị mua từ những cái vùng giá 28, vùng mà em Huyền đã khuyến nghị cho anh chị, thì đến bây giờ lợi nhuận đã là bao nhiêu rồi? Lợi nhuận bây giờ đã là được 11.7% trong ngắn hạn rồi anh chị nhá. Đúng không? Thì trong giai đoạn này ngắn hạn mình có thể cơ cấu ra bớt một phần, tuy nhiên về chung và dài hạn thì con này anh chị vẫn có thể nắm giữ. Còn về cái điểm mua và cover lại hạn thì nên đợi về quanh vùng giá 298-30. Lúc đó mua sẽ đẹp hơn đối với HBG. Đó, còn dư địa tăng trong khung tuần và khung tháng của nó vẫn còn rất nhiều. Trong khung tuần thì nó sẽ có cản tiếp theo quanh vùng giá 32 anh chị nha, loanh quanh vùng giá 32 là cản tiếp theo trong khung tuần. Và 32 325 anh chị nha, vượt được những cái vùng này thì nó lại có cản tiếp theo ở vùng giá 373. Đấy thì mình nên xem xét những cái vùng giá đấy. Còn cái việc mở mua thì nên chờ đợi. Hiện tại nó đang tích lũy nhưng mà nó không có cái vùng nền giá anh chị nha, chưa tích lũy chặt cũng như là hỗ trợ ở tận vùng giá 298-30, thì mình nên xem xét chờ đợi thêm. Kiên nhẫn nha anh chị nha, kiên nhẫn. À, giai đoạn này mình bán mình chốt lời rồi thì mình cứ chờ đợi thêm. Anh chị không thể nào mà bắt là ngày nào anh chị cũng giao dịch. Có những anh chị rất là nghiện giao dịch bằng cái kiểu đó là bán ra rồi là cần phải mua lại một cái mã cổ phiếu nào khác, không là không chịu được. Nhưng mà chúng ta phải cần phải biết là phải có tín hiệu mình mới tham gia, chứ mà anh chị cứ mua lung tung thì mình sẽ không có được lợi nhuận và lại còn bị lỗ ngược anh chị ha. Nên là trong giai đoạn này thì cứ bình tĩnh cho em, khi nào có tín hiệu thì tham gia. Nếu mà mình muốn biết được những cái tín hiệu nào để tham gia thì liên hệ với em, tham gia vào ngày room VIP với em Huyền anh chị ha. Ok, đó là mã cổ phiếu HBG này. Tiếp theo mã cổ phiếu VGF. VGF cũng là một cái mã cổ phiếu mà em Huyền cũng đã cho anh chị mua từ những cái vùng giá 23 anh chị nha. Loanh quanh vùng giá 23 là đã cho anh chị mua, và khi kéo lên những cái vùng giá 25x là đã cho anh chị cơ cấu ra rồi. Đối với VGF là lợi nhuận khoảng em nhớ là khoảng 90%. Đó, thì trong ngắn hạn thì em đã cơ cấu đối với mã cổ phiếu VGF này rồi. Còn về cái nhịp mà chúng ta có thể cover lại hàng là đâu? Thì con VGS này hiện tại nó cũng đi khá giống con HBG ở cái điểm đó là nó cũng break khỏi cái vùng giao găm cứng trong khung tuần. Đó. Và nó cũng lại xa hỗ trợ trong khung daily. Nên đối với VGS cũng là một cái mã cổ phiếu chưa nên đua. Chưa nên đua anh chị nha, chưa nên đua. Đối với VGS thì nó sẽ có cản tiếp theo loanh quanh vùng giá 20, 26 đến vùng giá 27. Nó sẽ là cản tiếp theo của mã cổ phiếu VGS anh chị nha, loanh quanh vùng giá 26. 26, 27 sẽ là cái cản tiếp theo rồi. Nên đối với VGS thì dạng ngắn hạn anh chị có thể cơ cấu ra rồi nếu anh chị có hàng. Còn cơ cấu bớt anh chị nha, không mình phải tùy vào cái tỷ trọng danh mục tài khoản của mình nữa. Xem xét lại. Nếu mà quá nhiều hàng thì mình nên cơ cấu ra bớt đi. Còn đối với VGS hiện tại nếu mà mình muốn mua hoặc là cover, cái việc mà mở mua mới, anh chị thấy là có những anh chị có nhắn cho em là mua mới VGS được không? Bởi vì anh chị thấy nó tăng tốt. Nhưng anh chị cần phải chú ý là nó có tín hiệu mua hay không. Hiện tại VGS nó đang neo, nó đang tiếp tục tăng lên làm cho cái tâm lý nhà đầu tư khá hưng phấn này anh chị nhỉ. Chỉ báo tâm lý hưng phấn như thế này thì nó có thể sẽ rũ bỏ bất kỳ lúc nào. Nên đối với VGS thì em đánh giá cũng chờ đợi. Chờ nó test về quanh vùng hỗ trợ 20. Đấy, loanh quanh vùng giá 23.5 đến vùng giá 24 sẽ là vùng giá cho anh chị tham gia đối với VGS. Còn hiện tại nó đang neo ở vùng giá này, nó cũng ở trên thì là cả hỗ trợ thì xa, nó đang khá lưng chừng để mà chúng ta tham gia. Vì thế chúng ta chưa nên vội đua mua anh chị nhá. Nên đối với VGS thì cũng nên chờ đợi thêm. Và những cái mã cổ phiếu đa số những cái mã cổ phiếu đã tăng nóng cũng vậy, nó có những cái biến động đấy nhưng mà nó chưa biến động mạnh thì chúng ta cần phải biết là nó chưa về đến cái vùng giá mua đâu, nên chúng ta hãy chờ đợi thêm anh chị ha. Ok, trong cái video này thì Huyền đã phân tích cho anh chị về mã cổ phiếu HBG và VGS, và đặc biệt là phân tích cho anh chị về cái chiến lược đầu tư trong giai đoạn này. Hãy cố gắng bình tĩnh và kiên nhẫn thêm, chờ đợi thêm tín hiệu sẽ có trong thời gian sắp tới. Và chúng ta không thể bắt là ngày nào chúng ta cũng thể cũng cũng phải giao dịch, chúng ta cũng phải mua vào bán ra, mua vào bán ra, nó làm cho
Nó vừa tốn phí ấy chị nhá, vừa tốn phí vừa ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư của mình, thói quen đầu tư nữa. Nên là mình hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm. Ok, cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều vì đã theo dõi video nhé. Chúc quý anh chị một buổi chiều vui vẻ, an lành bên gia đình và người thân. Nếu chưa đăng ký vào room mở, chưa đăng ký vào kênh Ichimoku Club thì hãy đăng ký vào ngay để mà Huyền hỗ trợ thêm cho anh chị để theo dõi nhiều cái video hữu ích hơn nữa. Cũng như là cần tham gia để có tín hiệu ngay, tham gia vào thị trường. Liên hệ ngay với em nhé. Chỉ cần có tài khoản tại công ty chứng khoán VBS, chưa có tài khoản thì mở mới, còn có tài khoản thì chuyển ID về là được. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Đừng quên nhấn like, follow kênh anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị mình rất nhiều.